Trước mặt cô chú anh chị, đây chính là cảng Phước An, cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai đã đưa vào hoạt động vào quý 2 năm 2024 với vị thế cảng biển lớn nhất của tỉnh. Cảng Phước An được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, qua đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho huyện Nhân Trạch. Trong bối cảnh huyện Nhân Trạch đã và đang chuẩn bị các điều kiện, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối đã sẵn sàng đón nhận cơ hội phát triển từ cảng Phước An. Cảng Phước An nằm trong nhóm cảng biển số 5 hệ thống cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 8 năm 2005 và phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam vào năm 2020, định hướng đến năm 2030, quy định số 2190 QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009. Cảng Phước An có vị trí rất thuận lợi do nằm bên bờ sông Thị Vải, có tuyến luồng được đánh giá tốt nhất hiện nay của Việt Nam. Cảng này nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực có lưu lượng container thông qua chiếm 70%, hàng hóa tổng hợp chiếm 50% lượng hàng hóa thông qua cảng biển của Việt Nam. Bên cạnh đó, tuyến luồng Cái Mép Thị Vải có tổng chiều dài 49 km với hai làn đi và về, có thể bảo đảm tàu trọng tải tới 80.000 tấn lưu thông an toàn. Sở hữu nhiều lợi thế từ điều kiện tự nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông đường thủy lẫn đường bộ xung quanh, cảng Phước An được hình thành và kỳ vọng mang lại nhiều giá trị kinh tế. Theo quy hoạch, cảng Phước An được chia thành các phân khu cảng và phân khu dịch vụ hậu cần. Trong đó, phân khu cảng có tổng diện tích 183 ha, tổng chiều dài 3.050 m, gồm 6 bến container và 4 bến tổng hợp có khả năng đón tàu có trọng tải 60.000 tấn. Khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An đã được Chính phủ đồng ý thực hiện điều chỉnh thành khu công nghiệp Nhân Trạch 7. Khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An có diện tích trên 550 ha. Khu dịch vụ hậu cần được quy hoạch hệ thống dịch vụ kho bãi hàng hóa, bến xà lan, ga tàu rung chuyển, phục vụ các hoạt động giao thông vận tải logistics cho khu vực cảng Phước An đến các khu công nghiệp và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.